Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay trở lại với kênh Thiên Ngô miền Tây nha. Hôm nay mình bán vừa xong, giờ mình đi nấu cơm. Cả nhà, mình đi nấu cơm. Hôm nay mình làm nấu cơm rồi ăn gì nha. Để ngoài mặt lẩu cả nhà. Bởi mình quay mình đứng mình né. Nấu cơm mình mua cái giò heo nhỏ nhỏ thôi. Mình nấu canh đu đủ nha. Rồi cho cả nhà cùng xem nha, theo dõi cùng Thí Ngô nha. Xin mời, let's go. Son mình nấu canh đây, một cái son mình nấu canh. Có theo tỏi mình lấy chút xíu nha cả nhà. Xe này là mình nấu. Đó, mình bán xong rồi nhường ra xe đây mình nấu nha. Cả nhà theo dõi mình nha. Mình sắp đu đủ đi. Mình đu đủ này. Sắp sơ xíu này nè. Một mình ăn mình chắc nè. Canh nè cả nhà. Những về mình vừa nha. Đây ngò gí cho vô khi mình vô bếp mình làm gì nó lẹ nha. Đó. Xong như đây đủ rồi, sắc ớt luôn, ớt luôn đó. Còn mình thả vô miếng ớt nha cả nhà. Cay cay the nấu nha cả nhà. Đây chuẩn bị một ca nước ra đây mình nấu nha. Nó vô bật bếp lên. Cho nước vô luôn. Ê mình đi phi đu đủ hành mình đã làm sẵn đây, cho miếng tỏi luôn ra mình phi nha cả nhà. Hành cả nhà, miếng bột ngọt, miếng tiêu ra nấu nha. Đây lửa nóng cho miếng dầu vô nha cả nhà. Xào cho nó hơi ngà ngà, cái đầu mình chế nước vô nha cho nó thơm, khi tỏi cho nó thơm, tại mình thay vì mình có củ hành tím đó cho nó thơm thơm, xong khi tỏi cho nó thơm thơm, đầu mình chế nước vô nha cả nhà. Vừa lượng nước thôi. Đây mình có da, đây mình cũng đã sơ chế sạch sẽ rồi cả nhà. Nãy mình rửa nước muối nè, mình mới quay rửa nước muối với mình lấy cho miếng xả, miếng chanh nữa, cho nó thơm á cả nhà. À, giờ mình bỏ vô mình nấu vừa đủ mình ăn thôi. À, nửa này nửa kia đi ha. Đó, nó tim tim mình thả vô được rồi nha cả nhà. Đây bỏ vô cái này đi, nó tim tim á, nó tim bọt á, bỏ nó vô được rồi. Đây thêm cục nữa nha, hai cục
cục nó đi, ăn ba cục nó tim tim á. Con này mình đi bỏ gói lại bỏ tủ lạnh, có gì mai ăn tiếp chứ mình ăn không hết nữa nha. Rồi mình cho xíu muối nha cả nhà, cho tí xíu muối nha, dặn với tí xíu muối nha. Cho miếng bột ngọt vô luôn nha cả nhà. Mình có miếng ớt cho vô luôn nha. Vớt bọt mình bỏ nha cả nhà. Sâu sâu lên, vớt bọt mình bỏ nha. Vớt bọt mình đợi chừng 5 phút rồi, 5-10 phút cho thịt nó trong trong, cái mình thả đu đủ vô nha cả nhà. Rồi có phần đu đủ mình đổ mình bỏ vô luôn nha. Cho nó đủ đông là được thôi nha cả nhà. Thơm. Đây mình có nãy có phi tỏi á, cho nó nước nó ngọt nó thơm. Cho nó trong xong rồi cái mình bỏ hành lá ngò vô cả nhà. Cái thả tiêu vô. Rất là ngon nha, cay cay có dĩa ớt nha. Trong khi chờ đợi mình vô mình xới cơm nha. Đó, cô Dục mình bán hôm trước. Giờ người ta nghỉ trưa. Đây, cơm mực nút. Mực nút vậy là chín hả cả nhà. Đây, mình dở nắp nồi cơm lên nha. Wow, bốc khói luôn. Bốc khói. Nó cơm rất là ngon. Cơm ngon đó cả nhà ơi. Lại tí xíu nữa xong rồi mình ăn nha. Rồi đu đủ cũng đã trong rồi cả nhà, là vừa chín nè cả nhà, rất là ngon cả nhà. Rồi còn cái phần còn lại mình đổ vô luôn nha. Đây là ớt hành với ngò. Rồi đổ đi. Cho miếng tiêu vô luôn nha cả nhà. Rồi cho miếng tiêu vô luôn. Nó rất thơm thơm cay cay đó, mực nồng luôn. Vậy là đã chín rồi nha, mời cả nhà nha. Chín cả nhà, cho giảm lửa xíu. Vậy là cái chín cả nhà. Rất là ngon nha. Mời cả nhà nha. Rồi chín bắt đầu mình tắt bếp nha cả nhà. Rồi tắt bếp. Rất là ngon. Cho miếng nước mắm vô nha cả nhà. Rồi dặn miếng nước mắm nha. Rất là ngon.
mời cả nhà ăn, mời cả nhà ăn cơm cùng mình nha. Ơi, mời cả nhà ăn cơm nha cả nhà. Cho mình một like nha. Và theo dõi kênh của mình nha cả nhà, và ủng hộ cho mình có động lực mình ra video tiếp theo cho cả nhà cùng xem nha. Nhớ bấm chuông để theo dõi nha cả nhà. Mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công trong mọi cuộc sống nha. Thôi mình như đây mình cũng tạm dừng chung video cho cả nhà cùng xem, đẹp cả nhà yêu thương và ủng hộ cho mình nha. Bye bye cả nhà. Ôi cô ơi, cho bài, cho bài. Cho bài nghỉ đây.